Hồi đã quay trở lại với Mina Channel cùng với Conan Nani. Ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dòng thời gian, theo dòng thời sự và luận bài một tí xíu về tháng 7 âm, hay còn gọi là tháng cô hồn. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn về những việc nên làm, không nên làm, những món nên ăn, không nên ăn và những thứ cần tránh trong tháng cô hồn này nha. Nhớ trước khi xem clip bấm theo dõi Mina Channel ở phía dưới ngay lập tức và chia sẻ video thật nhiều nha mọi người. Điều đầu tiên trong tháng cô hồn đó chính là chúng ta nên cúng. Cúng bất cứ ngày nào trong tháng cũng được, nhưng nếu cúng vào ngày mùng 2 và ngày mùng 14 âm lịch thì càng tốt. Điều thứ hai, chúng ta nên thăm mộ của những người thân trong gia đình của chúng ta ở ngoài nghĩa địa, hoặc ở trong chùa, hoặc bất cứ nơi nào mà lưu giữ hài cốt của họ. Vì theo quan niệm của dân gian, tháng 7 còn gọi là Tết của cô hồn. Và nếu như trước mỗi bữa cúng, nếu như các bạn chưa kịp thắp nhang, mới chỉ bày đồ cúng ra trước mặt thôi mà đã có những người chạy đến giật đồ cúng trong tay của bạn, thì bạn chớ vội mà giật lại, mà hãy thả tay ra và cho họ lấy luôn. Bởi vì theo quan niệm dân gian, nếu như bạn chưa cúng đồ cúng mà đã có người tới giật lấy đồ cúng của bạn thì đó là một tín hiệu tốt. Và điều thứ tư đó chính là chúng ta nên hạn chế sát sinh các con vật. Hạn chế sát sinh ở đây có nghĩa là không phải là chúng ta cầm dao đùn giết chó giết mèo là hạn chế sát sinh đâu, mà là chúng ta sẽ hạn chế ăn những con vật sống nha. Ví dụ như là hạn chế mần gà, mần thịt nè. À lộn. Nha, xin lỗi. Mần gà, mần vịt. Ừ, mần gà, mần vịt. Hoặc là hạn chế ăn những món đồ ăn tươi sống như là bắt bạch tuộc sống rồi bỏ vô nồi nấu lẩu nè, hoặc là bắt cá sống bỏ vô nồi nấu lẩu, hoặc là ăn những con vật mà chúng ta sẽ phải nấu lúc nó còn sống đó. Chúng ta chỉ nên ăn những đồ đông lạnh thôi, hoặc là những cái đồ gọi là đồ công nghiệp đó, cắt sẵn bò, vịt, gà ở trong siêu thị ha. Còn chúng ta không nên là nấu sống trực tiếp những con vật đó, thì chúng ta đó mới được gọi là hạn chế sát sinh nha. Và điều thứ năm đó chính là chúng ta nên ăn chay. Bên cạnh việc hạn chế sát sinh thì việc ăn những đồ vật đến từ động vật thì cũng không được gọi là không được khuyên nhiều trong tháng cô hồn này, mà chúng ta nên ăn chay. Ví dụ như là mẹ của Mina thì cứ mỗi năm đến tháng 7 âm lịch là mẹ Mina sẽ ăn chay nguyên một tháng, và Mina cũng theo đó mà ăn chay theo. Có thể là Mina sẽ không ăn chay nguyên một tháng đâu, bởi vì công việc của Mina phải đi ra ngoài nhiều, phải đi quay rất là nhiều, bất tiện lắm. Nhưng mà nếu Mina ở nhà thì Mina sẽ ăn chay chung với mẹ của Mina, tức là mẹ Mina nấu cái gì Mina sẽ ăn cái đó, thì đó cũng như là gọi là một phần phước phần của mình vậy đó mọi người. Và điều thứ sáu đó chính là chúng ta nên tích cực làm phước và làm phước mạnh mẽ hơn những ngày bình thường. Tức là nếu như ngày thường chúng ta cũng thường hay làm phước nè, làm việc thiện giúp đỡ mọi người, thì trong tháng 7 chúng ta nên tích cực làm nhiều hơn. Bởi vì như mọi người cũng biết đó, tháng 7 là tháng cô hồn, và theo quan niệm dân gian thì những linh hồn sẽ từ dưới địa ngục mà lên trần gian và đi rất là nhiều và rất là dễ quấy nhiễu chúng ta. Do đó nếu như trong tháng 7 cô hồn này chúng ta làm những việc tốt, việc thiện, làm phước gấp đôi, gấp ba, gấp tư ngày thường, thì chúng ta sẽ có những vận may, hoặc có thể vượt qua những xui xẻo, những điều không hay trong tháng cô hồn này nha. Điều thứ bảy đó chính là chúng ta nếu như biết tụng kinh, tụng được thì chúng ta nên tụng kinh và trì chú trước mỗi đêm. Như Mina hồi xưa, Mina thường đọc kinh, và kinh Mina đọc nhiều nhất đó là kinh Nhân Quả. Tức là những cái kinh mà hướng chúng ta đến làm việc thiện nhiều hơn, và nó rất là dễ hiểu, hầu như ai cũng có thể đọc và hiểu được cái kinh này. Cho nên Mina rất là thích đọc kinh Nhân Quả. Còn nếu như chúng ta không đọc kinh được, không gọi là không trì chú được, thì tốt nhất chúng ta cũng nên đừng tạo nghiệp. Mà nghiệp thì đến từ rất là nhiều thứ, không phải chỉ là sát sinh động vật mới là nghiệp, mà những khi khẩu nghiệp cũng là nghiệp. Nếu chúng ta không tụng kinh được thì tốt nhất chúng ta cũng đừng nên khẩu nghiệp với người khác, hạn chế để nhận những cái xui xẻo về mình nha mọi người. Điều thứ 8 là chúng ta nên ăn nói nhã nhặn vui vẻ trong gia đình. Bởi vì theo quan niệm của dân gian á mọi người, thì trong cái tháng cô hồn này thì các linh hồn vất vưởng sẽ lên trần gian và quấy nhiễu chúng ta rất là nhiều. Nó sẽ ảnh hưởng đến một phần linh khí cũng như là tâm tính của chúng ta, khiến chúng ta dễ nổi nóng hơn, dễ nói những câu mà gây gỗ nhau nhiều hơn, cũng như là dễ tranh chấp với nhau nhiều hơn. Cho nên nếu chúng ta tĩnh tâm lại, chúng ta bình tĩnh, ăn nói lúc nào cũng nhã nhặn vui vẻ, thì sẽ tránh các xung đột cũng như là đánh nhau nha mọi người. Và điều thứ 9 đó chính là nên tránh xa các cuộc xung đột. Nếu như ở điều thứ 8 chúng ta nên ăn nói nhỏ, nhẹ, nhã nhặn và vui vẻ với các thành viên trong gia đình, thì điều thứ 9 đó chính là nếu như chúng ta đã không thể nào mà
khiến cho mọi người được hòa đồng vui vẻ với nhau thì tốt nhất chúng ta nên tránh xa mỗi khi mà những người xung quanh chúng ta đang có những xung đột gay gắt. Và cái điều này thì mọi người sẽ thường nói là tại sao mình không nhào vô can ngăn, hay là mình không làm cái gì đó mà lại tránh xa. Nhưng thật ra cái việc tránh xa này một phần cũng sẽ giúp cho chúng ta, bản thân chúng ta sẽ tránh được những cái rắc rối, bởi vì chúng ta sẽ không biết được là liệu trong khi chúng ta vào can ngăn, chúng ta có đổ dầu vào lửa thêm hay không, chúng ta có can ngăn được hay không, hay là chúng ta lại dính vào rắc rối đó luôn. Cho nên tốt nhất nếu chúng ta không chắc chắn có thể hòa giải được thì hãy tránh xa những xung đột đó ra nha. Và điều thứ 10 đó chính là chúng ta nên cứu người nếu như chúng ta thấy họ đang trong tình trạng nguy cấp, khẩn cấp. Thì thật ra cái việc này mình đang nghĩ là không chỉ trong tháng cô hồn đâu, mà những tháng bình thường, những ngày bình thường, nếu chúng ta đi trên đường và gặp những người gặp nguy cấp hoặc là nguy hiểm, chúng ta cũng nên cứu, và không chỉ riêng trong tháng cô hồn này nha. Và điều cuối cùng, điều thứ 11 đó chính là chúng ta nên đi chùa hoặc là đi đến những nơi linh thiêng để cầu nguyện một cách thành tâm nhất có thể. Thì những cái điều Mina vừa nói với tất cả mọi người từ điều 1 đến điều 11 đều là những điều mà chúng ta không chỉ nên làm trong tháng cô hồn, mà trong tất cả các tháng trong năm chúng ta cùng nên làm, thì nó sẽ giúp chúng ta gọi là tích đức rất là nhiều, thêm nhiều phước phần, cũng như là sẽ tránh được những xui xẻo, những điều không hay xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nha. Và điều quan trọng là nếu chúng ta làm với thành tâm, với tấm lòng chân thật và gọi là hướng thiện, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều may mắn. Và mọi người hãy tin Mina, nếu như mọi người hãy làm theo điều này thì những may mắn sẽ liên tục đến với mọi người. Và những điều tiếp theo Mina muốn chia sẻ với mọi người đó chính là 27 điều cần tránh trong tháng cô hồn nha. Nói thì tưởng là nhiều, nhưng thực ra 27 điều này cũng là những điều rất là quen thuộc đối với mọi người mà thôi, và rất là dễ làm luôn. Điều thứ nhất cần tránh đó chính là hạn chế đi chơi đêm. Bởi vì những vong hồn này thường sẽ hoạt động mạnh nhất vào ban đêm, cho nên nếu chúng ta đi chơi đêm về khuya quá, quá 12 giờ sáng thì rất là dễ gặp những điều xui xẻo cũng như là quấy nhiễu từ các linh hồn này đó nha. Điều thứ hai chúng ta cần tránh đó chính là không nên phơi quần áo vào ban đêm. Đối với Mina thì hồi trước Mina rất là hay giặt đồ cũng như là phơi đồ vào ban đêm, bởi vì mọi người biết tại sao không? Tại ban đêm không có nắng. Nếu như ban ngày chúng ta giặt đồ, phơi đồ thì Mina phải đi ra nắng để phơi đồ, Mina rất là sợ nắng luôn. Nhưng riêng trong tháng cô hồn này thì Mina sẽ hạn chế làm điều đó, và Mina sẽ chuyển vào việc giặt đồ, phơi đồ vào ban ngày nhiều hơn nha. Bởi vì mọi người biết tại sao không? Vào ban đêm những cô hồn khi mà thấy chúng ta phơi quần áo thì những cái quần áo đó mang hình dáng của con người, đúng không nè, thì họ nhiều khi sẽ mượn tạm những cái vật đó để ẩn nấp, để trú thân vào, và nhiều khi sẽ khiến chúng ta gặp xui xẻo nếu như chúng ta mặc lại những quần áo đó. Điều thứ ba chúng ta cần tránh đó chính là tránh gọi tên nhau to vào lúc giữa đêm nha mọi người. Bởi vì theo quan niệm nhân gian, nếu chúng ta gọi tên nhau to vào giữa đêm thì các linh hồn nếu như có nghe thấy thì họ sẽ ghi nhớ cái tên đó trong đầu và sẽ đi ám theo cái người đó. Điều thứ tư chúng ta cần tránh đó chính là không tùy tiện đốt giấy tiền vàng bạc cũng như là vàng mã một cách lung tung trong tháng này nha mọi người. Bởi vì nó có thể khiến những hồn ma vất vưởng bu quanh bạn và quấy nhiễu bạn một cách nhiều hơn. Điều thứ năm nên tránh đó chính là không nên ăn vụng đồ cúng nha. Bởi vì trong tháng 7 cô hồn này thì có rất là nhiều gia đình sẽ chuẩn bị những mâm cỗ, thậm chí những bữa tiệc rất là thịnh soạn để cúng cho những vong hồn đã mất. Nhưng nếu như bạn mà lén lút ăn những đồ cúng này khi mà chúng ta chưa thắp nhang, chưa bày lên cúng, thì rất có thể bạn sẽ khiến những vong hồn này trở nên nổi giận và nhận nhiều xui xẻo hơn. Điều này mình đang nghĩ cũng rất là hợp lý, bởi vì không cần đối với người âm mà đối với người dương chúng ta, người sống, nếu chúng ta đến một buổi tiệc nào đó mà chúng ta mọi người bày đồ ăn ra mà chưa khai tiệc mà chúng ta đã lén lút ăn thì những người trong buổi tiệc cũng tức giận đối với chúng ta y như vậy. Thì đối với người âm cũng y như thế, họ cũng sẽ rất là tức giận nếu như bạn lén lút ăn đồ ăn của họ khi mà chưa cúng. Cho nên nhớ, chúng ta tuyệt đối không nên ăn vụng nha. Điều thứ sáu thì có lẽ điều này thì ở thành phố chúng ta sẽ dễ tránh nhiều hơn. Còn những vùng nông thôn nè, vùng quê thì ở những cái làng thường có những cây đa, cây đề rất là to và cái tán lá rất là rộng. Thì mọi người thường hay ngồi dưới tán lá cây đa, cây đề này để tránh nắng hoặc là để nghỉ trưa rất là mát, đúng không mọi người? Nhưng đặc biệt trong tháng cô hồn này chúng ta nên hạn chế nằm dưới cây đa, cây đề vào buổi tối nha. Bởi vì theo quan niệm nhân gian thì những cây đa, cây đề này vào buổi tối thì sẽ tập trung rất là nhiều âm khí. Cho nên nếu chúng ta nghỉ ngơi hoặc nằm dưới cây đa, cây đề vào buổi tối thì rất là dễ bị cô hồn quấy nhiễu đó nha.
Điều tiếp theo Mina muốn mọi người nên tránh đó chính là không treo chuông gió ở trước cửa nhà hoặc là trên đầu giường ngủ. Bởi vì những tiếng chuông gió này khi kêu thì rất là dễ thu hút những linh hồn tới. Mọi người xem phim ma thì chắc mọi người cũng đã nhớ những chi tiết này đúng không? Là nếu như cái nhà nào mà treo chuông gió trước cửa hoặc là treo trước cửa nhà, trước cửa phòng thì rất là dễ thu hút những linh hồn. Cho nên nếu chúng ta không muốn gặp rắc rối thì nhớ đừng nên treo chuông gió trong tháng 7 cô hồn này nha. Điều tiếp theo chúng ta nên tránh đó chính là nên tránh bơi lội trong tháng 7 âm lịch này nha. Đặc biệt là ở những nơi như là ao hồ, sông suối. Bởi vì những nơi này thì âm khí vô cùng nhiều. Theo quan niệm nhân gian á, thì mọi người thường thống kê lại rằng trong tháng 7 cô hồn thì những người mà đi bơi ao hồ hoặc là sông suối thì sẽ có tỷ lệ nguy cơ bị chuột rút cũng như là bị đuối nước hoặc là bị chết đuối cao hơn rất là nhiều so với những tháng khác. Và quan niệm nhân gian nói là có thể là do ma rủ hoặc là ma dìm. Nói chung là theo tâm linh là như vậy, cho nên chúng ta cứ nên tránh là tốt nhất nha mọi người. Điều tiếp theo là dành cho những bạn hay đùa hay giỡn nha. Đó chính là không được hù dọa người khác. Bởi vì khi chúng ta hết hồn thì chúng ta hay nói là ôi hết hồn, tức là chúng ta dễ bị hồn bay phách lạc. Và khi đó thì những cái vong hồn khác dễ dàng nhập vào chúng ta nhiều hơn. Tiếp theo đó chính là không nhổ lông chân. Cái điều này thì Mina nghĩ là chắc ít ai mà gặp phải lắm ha. Bởi vì bây giờ ít ai nhổ lông chân lắm. Nhưng mà theo quan niệm nhân gian á, thì ông bà mình nói là một sợi lông chân sẽ quản ba con quỷ. Tức là nếu chúng ta nhổ một sợi lông thì sẽ có ba con quỷ thoát ra và quấy nhiễu nhân gian trên trần thế. Cho nên nếu như mọi người ai có ý định cạo lông chân, nhổ lông chân thì thôi hoãn lại qua tháng 8 âm lịch rồi làm nha. Điều tiếp theo là dành cho những bạn hay đi làm và đi chơi về khuya nha. Nếu như trên đường về nhà vào giữa đêm vắng, các bạn nghe ai đó gọi tên của mình hoặc đang cảm giác có ai đó đang theo dõi hoặc đi theo mình thì tốt nhất chúng ta hãy cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà nha. Bởi vì rất có thể người gọi tên bạn và người đi theo bạn không phải là một con người mà chính là một vong hồn đang rủ rê bạn đi xuống dưới chơi chung đó. Tiếp theo chúng ta không nên thức quá khuya. Bởi vì thức khuya quá thì rất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Cơ thể của bạn sẽ bị yếu đi. Mà một khi cơ thể yếu đi thì dương khí sẽ bị ảnh hưởng và rất dễ dàng cho những người âm nhập vào cơ thể của chúng ta. Chúng ta cũng nên hạn chế nhặt tiền rơi trong tháng cô hồn này nha. Không chỉ tiền âm phủ không đâu mà cũng có thể khi mà người ta cúng, người ta sẽ cúng cả tiền thật luôn. Vì theo quan niệm của mọi người, khi chúng ta cúng tiền là chúng ta sẽ mua chuộc được ma quỷ, sẽ không đến làm phiền cái người mà cúng tiền đó. Cho nên nếu chúng ta mà nhặt số tiền đó mang về và tiêu dùng thì rất có thể chúng ta sẽ rước cái xui xẻo của người rải tiền đó về nhà. Điều tiếp theo chúng ta không nên làm trong tháng này chính là không nên mài dao kéo. Tiếp theo nữa đó chính là không nên làm những việc đại sự trong tháng này. Ví dụ như là cưới hỏi, xây nhà, ký hợp đồng, vân vân và vân vân. Bất kỳ những việc nào lớn hoặc đại sự thì chúng ta nên né tháng này ra nha. Bởi vì tháng này là tháng xui xẻo mà. Chúng ta nên hạn chế thề thốt hoặc nói bậy hoặc nói những điều không hay, những điều xui xẻo trong tháng này. Đặc biệt là khung giờ từ 11 giờ trưa đến 12 giờ 45 phút hoặc từ 18 giờ cho đến nửa đêm nha. Bởi vì trong tháng này mọi thứ đều rất là xui xẻo và cũng rất là linh thiêng. Nếu chúng ta thề thốt mà bậy bạ, lỡ chúng ta không may phá vỡ cái lời thề thì chúng ta rất là dễ bị linh ứng và xui xẻo đó. Như mới nãy Mina vừa nói đó là chúng ta không nên làm những điều đại sự trong tháng này như là cưới hỏi, xây nhà, ký hợp đồng. Thì những việc nhỏ nhỏ hơn, ví dụ như là mua xe cũng không nên luôn nha. Điều tiếp theo đó chính là không nên chặt cây, đặc biệt là những cây có độ tuổi cao và sống lâu năm, những cây đại thụ như là cây đa, cây đề. Bởi vì theo quan niệm á, những cây sống lâu năm như vậy, những cây đại thụ như vậy là nhà, là nơi trú ngụ của rất là nhiều linh hồn. Cho nên chúng ta chặt cây có nghĩa là những linh hồn đã mất nhà, mà mất nhà thì sẽ đi lung tung thì sẽ đến nhà bạn để tìm bạn đó. Chúng ta cũng hạn chế cắm đũa vào giữa bát cơm nha. Một cây cũng không được, hai cây, ba cây cũng không được. Bởi vì hình thức cắm đũa giữa bát cơm có nghĩa là đây là dấu hiệu của đồ cúng. Nếu như bạn vô tình cắm như vậy thì sẽ khiến cho ma quỷ nghĩ đây là đồ cúng của chúng. Chúng sẽ kéo đến nhà bạn và ăn chung với bạn đó. Tiếp theo là không chụp ảnh vào ban đêm nha. Bởi vì nếu chụp ảnh vào ban đêm, rất có thể khi bạn bấm xem lại hình ảnh, các bạn thấy bạn được chụp chung với ai đứng kế bên đó. Có rất là nhiều những tấm ảnh ma nổi tiếng trên thế giới đã được chụp lại một cách vô tình vào ban đêm như vậy. Bởi vậy nếu các bạn không muốn chụp chung với những người bạn không mời mà đến thì nhớ chỉ chụp ảnh vào ban ngày, không chụp ảnh vào ban đêm nha. Những bạn nào mà hay mang nhét trong nhà đâu nha, giơ tay lên. Giống Mina đó, Mina hay mang nhét trong nhà thì các bạn nên lưu ý điều này nha. Đó chính là khi đi ngủ các bạn nên ngồi trên giường,
rồi để dép, mũi dép hướng về ra ngoài nha, không nên đi tới giường rồi đặt rồi bỏ dép rồi leo lên giường ngủ. Bởi vì nếu như mũi dép hướng về phía giường thì ma quỷ sẽ xem đó là dấu hiệu rằng có người sống ngủ ở trên giường và nó sẽ leo lên giường và ngủ chung với bạn đó. Nhớ đừng quên nha. Tiếp theo là không nên may hoặc mua quần áo trắng, những bộ đồ có màu trắng toát trong tháng này nha. Chắc là không cần nói lý do vì sao mà cũng biết rồi đúng không? Bởi vì đây là màu sắc tượng trưng cho những linh hồn, những cô hồn bất vưỡng. Cho nên chúng ta mặc những bộ đồ màu trắng như vậy đi ra đường, nhiều khi các bạn nó sẽ tưởng chúng ta là đồng nghiệp hoặc là đồng hương thì sẽ rủ chúng ta đi chơi chung, thì như vậy là không tốt đâu nha. Như mới nãy Mina có nói là chúng ta không nên treo chuông gió đúng không? Thì cũng giống như vậy, nếu chúng ta đang ngồi ăn cơm mà chúng ta dùng đũa gõ vào chén cơm cốc 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 thì rất có thể cái tiếng âm thanh đó sẽ triệu hồi ma quỷ đến và ngồi ăn cơm chung với bạn đó. Tiếp theo là chúng ta không nên tắt đèn khi đi ngủ nếu chúng ta ngủ trong bệnh viện vào tháng này. Bởi vì mọi người cũng đã biết đó, bệnh viện là nơi có chứa rất là nhiều vong hồn vất vưởng. Bởi vậy trong tháng cô hồn này thì số lượng vong hồn sẽ gấp đôi, gấp ba, nhiều hơn bình thường rất là nhiều. Nên tốt nhất ban đêm ở trong bệnh viện đi ngủ, chúng ta hãy để một chiếc đèn nho nhỏ bên đầu giường để dễ ngủ hơn nha mọi người. Chúng ta cũng không nên đến gần những góc tường, bờ tường nha, cũng như là cầu thang, những nơi tối tăm trong nhà. Bởi vì theo quan niệm của mọi người, những nơi đó là những nơi rất là tối và ma quỷ thường trú ngụ ở những nơi đó. Nếu chúng ta tới đó thì rất có thể chúng ta sẽ bị nhiễm âm khí hoặc là bị quấy nhiễu. Điều tiếp theo là chúng ta không nên mặc những chiếc áo có in những hình thù ma quỷ hoặc là quỷ quái ở trên áo. Hãy mặc những bộ đồ đơn giản như Mina đây nè. Bởi vì những cái bộ đồ như thế rất là có thể dễ dàng dẫn dụ những vong hồn đến và quấy nhiễu bạn nhiều hơn. Vừa rồi là 27 điều cần tránh trong tháng cô hồn. Và tiếp theo Mina sẽ cho các bạn thêm thông tin về 6 món ăn chúng ta cũng nên tránh ăn trong tháng 7 cô hồn này nha. Món đầu tiên đó chính là một món rất là quen thuộc với mọi người, đó chính là cháo trắng. Bởi vì khi mà chúng ta cúng những mâm cỗ trong tháng cô hồn này, làm những món không thể thiếu đó chính là cháo trắng. Bởi vì nếu như các bạn cầm một tô cháo trắng các bạn ăn thì ma quỷ sẽ nghĩ rằng các bạn đang ăn tranh với họ và họ sẽ đến quấy nhiễu bạn và mang đến xui xẻo bạn nhiều hơn. Cho nên tốt nhất chúng ta hãy hạn chế hoặc là tuyệt đối không nên ăn cháo trắng trong tháng này nha. Món thứ hai chúng ta nên tránh chính là món thịt vịt. Có nhiều người thì thường cuối tháng hoặc đầu tháng họ sẽ ăn thịt vịt. Theo cái quan niệm của họ đó chính là ăn thịt vịt sẽ giúp xả xui. Nhưng riêng trong tháng 7 cô hồn này, nếu chúng ta ăn thịt vịt thì sẽ dễ dàng dẫn đến tình trạng là tai màn sẽ nghé. Cho nên nếu như bạn nào là fan hâm mộ của món thịt vịt này, chúng ta nên hạn chế ăn hoặc không nên ăn và để dời sang tháng 8 âm lịch ăn nha. Và thay vào đó chúng ta nên ăn thịt gà trong tháng này nhiều hơn. Bởi vì thịt gà mang ý nghĩa đại cát, đại lợi, an lành và mang những điều may mắn cho bạn. Món tiếp theo chúng ta cũng nên tránh ăn đó chính là món cá mè. Món này á, thì trong quan niệm nhân gian, chữ mè thì thường liên quan đến chữ mè nheo, thì nó sẽ mang đến ý nghĩa là chúng ta sẽ gặp những cái rắc rối, những cái quấy nhiễu cũng như những xui xẻo nhiều hơn. Hơn thế nữa, không liên quan đến cái tên ha, thì cá mè là một loại cá rất là tanh và có rất là nhiều xương, nên hầu như chúng ta cũng nên tránh ăn, đặc biệt trong tháng cô hồn này để tránh gây xui xẻo cho bản thân nha. Món tiếp theo chúng ta không nên ăn đó chính là món thịt chó. Trời ơi, cái món này là nên Việt Nam nên cấm luôn cái món này. Không nên có món này trong danh sách những món ăn của Việt Nam nữa. Cấm luôn đi, Mina ghét những người thịt chó. Những người thịt chó là một tội ác, không thể nào tin được. Chó là bạn, chó không phải đồ ăn. Quay trở lại với chủ đề của chúng ta. Thì người ta quan niệm dân gian á, đó chính là đen như mõm chó. Tức là nếu chúng ta ăn thịt chó và trong, đặc biệt là trong cái tháng đại xui xẻo như tháng 7 âm lịch này, chúng ta sẽ càng đen và càng mang nhiều xui xẻo hơn. Cho nên các bạn hãy không nên ăn thịt chó trong tháng này, cũng nên không nên ăn thịt chó trong tháng 8, 9, 10, 11, 12 và cũng càng không nên ăn thịt chó trong tháng 1, 2, 3, 5, 6. Nhớ nha các bạn, chỉ cần chúng ta tránh ăn thịt chó trong tháng này thì xui xẻo sẽ không bao giờ tìm đến chúng ta được nữa. Món tiếp theo chúng ta cũng không nên ăn đó chính là mực. Thực ra cái món mực này đã rất là nổi tiếng rồi. Những ngày đầu tháng hoặc những ngày lễ Tết chúng ta đều không nên ăn. Bởi vì chúng ta thường hay nói là đen như mực. Tức là ăn những cái món ăn về mực trong những ngày đầu tháng hoặc trong tháng cô hồn như này, chúng ta sẽ dễ gặp xui, dễ gặp những điều đen. Và tốt nhất là chúng ta không nên ăn và hạn chế ăn trong tháng 7 cô hồn này nha mọi người. Và món cuối cùng Mina khuyên mọi người nên né ăn trong tháng này chính là sầu riêng. Mina biết đối với nhiều người tháng 7 cũng là cái tháng
mà mùa sầu riêng nở rộ nhất cũng như là thơm ngon nhất. Mina cũng là một fan lớn của món sầu riêng này, nhưng mà chúng ta cũng hạn chế ăn trong tháng 7 cô hồn này nha. Bởi vì nhiều người nói á, là nếu chúng ta ăn sầu riêng thì chúng ta sẽ dễ mang những nỗi buồn, những nỗi sầu riêng một mình chúng ta. Và cái mùi của sầu riêng này cũng rất là dễ dẫn dụ những vong hồn vào nhà chúng ta đó. Vậy là Mina đã mang cho mọi người một lượng kiến thức vô cùng khổng lồ trong tập đặc biệt này rồi nha. Hy vọng mọi người đã có thêm những thông tin cũng như là những kiến thức để bổ sung trong những kinh nghiệm của mình để đối chọi với tháng cô hồn này nha. Nếu như mọi người biết những điều nên và những điều kiên kỵ nào mà cần làm trong tháng này á, đừng ngần ngại comment ngay phía dưới để Mina đọc và làm cho kịp cái tháng cô hồn này nha mọi người. Nhớ đừng quên theo dõi Mina Channel với Conan Nani và chia sẻ video thật nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại.